Xin chào buổi tối các quý vị khán giả quen thuộc của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Bây giờ là 18 giờ và rất vui được đồng hành cùng với quý vị và các bạn trong vòng 30 phút tới để cùng nói với quý vị và các bạn về những câu chuyện đang được nhiều gia đình quan tâm. Tôi là Lưu Phước. Tôi là Thu Thủy. Hôm nay là thứ Bảy, ngày 19 tháng 3 năm 2016. Và sau đây là những nội dung chính sẽ được đề cập đến trong chương trình. Bình hơi hàn xì nổ như bom ở giữa khu đô thị Văn Phú Hà Nội làm ít nhất là 5 người tử vong. Hồ Ngọc Hà và đại gia kim cương Chu Đăng Khoa lần đầu xuất hiện cùng nhau sau ồn ào scandal. Nhiều đàn ông Việt Nam chỉ thích làm trụ cột trong gia đình nhưng lại không thích làm việc nhà để đỡ đần vợ con. Làm cách nào để thay đổi thói quen này? Đây sẽ là chủ đề của chuyện tối nay. Phụ nữ các nước thuộc Liên minh châu Âu có thể sẽ mua băng vệ sinh với giá rẻ hơn sau khi EU cho phép các nước thành viên được bỏ thuế đánh lên mặt hàng này. Mở đầu là một thông tin liên quan tới một mặt hàng mà gia đình nào cũng phải sử dụng, đó là xăng. Theo chu kỳ điều hành giá xăng dầu thì ngày hôm nay sẽ là thời điểm để Liên Bộ Tài chính Công Thương thực hiện điều chỉnh giá xăng dầu. Tuy nhiên, do một số lý do nên hai cơ quan này đã quyết định lùi lịch điều chỉnh sang đầu tuần tới. Và theo dự báo, nếu không dùng đến quỹ bình ổn xăng dầu thì giá xăng có thể tăng đến 1.700 đồng một lít. Theo một số chuyên gia, các thông tin về việc Bộ Tài chính vừa điều chỉnh thuế nhập khẩu một số loại dầu có thể là nguyên nhân khiến cho cơ quan điều hành phải xây dựng lại giá cơ sở. Dự báo nếu lùi lại một tuần, mức tăng giá xăng có thể còn cao hơn 1.000 đồng. Thậm chí nếu không sử dụng quỹ bình ổn thì giá có thể lên tới là 1.700 đồng một lít ở mức tăng. Do đó, nhiều khả năng từ tuần tới giá xăng sẽ quay trở lại mốc xấp xỉ 15.000 đồng một lít như hồi đầu năm nay. Được biết, kể từ ngày 19 tháng 10 năm 2015, giá xăng dầu đã có tới 10 lần liên tiếp không tăng, mức giảm cao nhất trong vòng 5 tháng qua là 961 đồng một lít vào ngày 18 tháng 2 và trở thành mức giá thấp nhất trong vòng 7 năm qua. Trong những lần điều chỉnh trước đó thì giá xăng giảm trung bình từ 136 đồng tới 771 đồng. Sáng nay 19 tháng 3, lãnh đạo Bệnh viện Đà Nẵng cho biết các bác sĩ vừa lấy một dị vật là tụ điện ra khỏi phế quản của một bệnh nhi Trần Công Tương, 8 tháng tuổi, ngụ tại Quảng Ngãi. Các bệnh này khiến cả người nhà lẫn các bác sĩ vô cùng sửng sốt và thêm một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự lơ là của phụ huynh khiến trẻ em bị hóc dị vật. Người nhà bệnh nhân cho biết 16 tháng 3, gia đình cháu Tường có hiện tượng ho liên tục, khó thở, tím tái và khóc nhiều. Nhưng sau khi kiểm tra vùng miệng bé Tường thì người thân không phát hiện điều bất thường. Sau đó gia đình hoảng hốt phát hiện ra tụ điện chở tivi để trong nhà bị mất nên nghi ngờ cháu bé đã nuốt vật trên. Họ nhanh chóng đưa cháu tới một bệnh viện ở huyện Quảng Ngãi. Tại đây các bác sĩ không phát hiện được nguyên nhân nên đã đề xuất người nhà chuyển bệnh nhi ra bệnh viện phụ sản Nhi Đà Nẵng. Lúc này cháu Tường đã được các bác sĩ sơ cứu, da đã ửng hồng nhưng vẫn còn ho. Đến 22 giờ cùng ngày, cháu bé được chuyển đến bệnh viện Đà Nẵng và sau khi chụp X-quang, các bác sĩ phát hiện ra một dị vật nằm ở phế quản góc phải nên đã chuyển bệnh nhi qua khoa tai mũi họng. Đến sáng ngày 17 tháng 3, bé được gây mê nội soi khí phế quản, sau đó thì các bác sĩ lấy ra từ phế quản nhi này một dị vật là tụ điện điện tử dài trên 2 cm. Theo các bác sĩ tai mũi họng ở bệnh viện Đà Nẵng thì hiện sức khỏe của cháu Tường đã ổn định, đang được tiếp tục theo dõi tại bệnh viện. Các bác sĩ đã gặp nhiều trường hợp trẻ hóc dị vật nhưng đây là lần đầu tiên thấy trẻ hóc tụ điện. Theo các bác sĩ thì trong trường hợp phát hiện trẻ bị nuốt dị vật thì phụ huynh phải giữ bình tĩnh và tránh việc cố gắng để móc dị vật ra, bởi vì là chưa chắc đã lấy được dị vật, thậm chí còn đẩy nó vào sâu hơn. Hơn nữa thì việc móc họng có thể dẫn tới trẻ nôn ói và trẻ hít sặc lại chất ói lại càng nguy hiểm hơn. Nếu trẻ vẫn tỉnh táo, hồng hào, không khó thở, vẫn khóc được và nói được thì giữ nguyên tư thế ngồi và nhanh chóng mang trẻ đến bệnh viện để các bác sĩ kiểm tra. Và nếu đúng dị vật đường thở thì các bác sĩ có thể lấy ra. Và nếu trẻ có biểu hiện tím tái, khó thở, thở nặng,
ngưng thở, không khóc được và không nói được, thì sau khi gọi xe cấp cứu cần phải tiến hành thủ thuật can thiệp kịp thời trong thời gian chờ đợi xe tới. Vâng, và tôi được biết là ở Bệnh viện Trung ương Tai Mũi Họng thì có một căn phòng được trưng bày hàng trăm mẫu dị vật hết sức kỳ lạ lấy ra từ các bệnh nhân bị hóc dị vật trong nhiều năm qua. Và trong đó thì có rất nhiều thứ thường gặp trong cuộc sống hàng ngày như là kim khâu, kim băng, cúc áo, hạt ô mai, xương cá hoặc là đinh móc cài quần áo, tiền xu, hòn bi hay là cặp tóc. Và các bác sĩ cho biết là với trẻ em thì sợ nhất vẫn là hóc thạch, bởi vì miếng thạch thì rất mềm, dễ thay đổi hình dáng, khi vào đến cổ họng thì sẽ ôm khít lấy đường thở, khiến cho trẻ bị ngạt thở, thiếu oxy lên não và tử vong chỉ sau vài phút. Do đó các vị phụ huynh đặc biệt cẩn thận khi cho con em mình tự ăn thạch để tránh xảy ra những hậu quả đáng tiếc. Và còn sau đây là thông tin mà chúng tôi vừa cập nhật. Vào khoảng 15 giờ 30 phút chiều nay 19 tháng 3 thì một vụ nổ lớn đã xảy ra tại khu đô thị Văn Phú, quận Hà Đông, Hà Nội, khiến cho nhiều người đi đường gặp nạn, và thông tin ban đầu cho biết là đã có ít nhất 5 người tử vong, trong đó có một trẻ nhỏ. Nhiều người còn mô tả là dù ở cách đó vài cây số nhưng vẫn nghe thấy tiếng nổ, và hiện trường của vụ việc được các nhân chứng mô tả như là ở hiện trường chiến tranh ở Syria. Trước cửa ngôi nhà được cho là tâm của vụ nổ thì mặt đường bị cày nát để lại một hố dài khoảng 2m và sâu 1m. Hàng chục ngôi nhà liền nhau, thậm chí cách vụ nổ cả 100m cũng bị hư hại, cửa và tường nhà bị vỡ tung. Cánh cửa cùng các mảnh kính, đồ đạc trong nhà thì văng cả chục mét. Theo các nhân chứng, trước khi vụ việc xảy ra, họ thấy có một người đàn ông cưa bình oxy hoặc là bình khí dùng để hàn xì. Người đàn ông này đã được cho là tử vong. Nhiều người đi qua thì cũng bị ảnh hưởng, trong đó có hai mẹ con đi trên xe máy bị sức ép của vụ nổ đã thiệt mạng tại chỗ và nằm cách tâm vụ nổ khoảng 10m. Một lái xe tải được cho là bị đồ vật bắn vào gây mất lái và đâm xe vào cửa nhà bên đường. Lái xe cũng không qua khỏi. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy phải phá cửa để đưa nạn nhân bị kẹt trong cabin ra ngoài. Hàng trăm cảnh sát phải dùng thang trèo lên các tầng nhà để tìm người gặp nạn và thu gom những mảnh cơ thể văng khắp 4 tầng của các ngôi nhà. Đến 17 giờ thì 3 người bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông và Bệnh viện 103 trong tình trạng nguy kịch. Được biết là ngôi nhà xảy ra vụ nổ là nơi đựng phế liệu. Thời điểm đó thì có 2 người trong quá trình thu mua phế liệu cưa bình oxy hoặc là bình khí dùng để hàn xì thì xảy ra tai nạn, và 2 người cưa bình thì được cho là đã thiệt mạng. Và để quý vị và các bạn có thêm thông tin cập nhật về vụ việc thì chúng ta sẽ cùng kết nối với phóng viên VTC của Chào Buổi Tối. Phóng viên Trung Kiên đang có mặt tại hiện trường. Vâng, xin kính chào trường quay. Xin kính chào quý vị và các bạn. Cách hiện trường vụ nổ khoảng 40m thì những tòa nhà đối diện đã bị vỡ vụn kính như thế này. Và xung quanh tôi các bạn có thể thấy rất nhiều các tấm kính nhỏ đã bị vỡ do áp lực của vụ nổ. Tôi đang có mặt tại khu đô thị Văn Phú, Hà Đông, Hà Nội. Lúc này đã có ít nhất 5 người đã bị thiệt mạng do vụ nổ từ cắt khí gây ra. Và đây là hiện trường của vụ nổ nhìn từ góc đối diện. Vâng, quý vị các bạn có thể thấy đó là một khung cảnh rất là tang hoang. Khi vụ nổ xảy ra thì ngọn lửa đã bốc lên rất là lớn, tuy nhiên đến thời điểm này thì đã gần như đã được dập tắt. Hiện tại thì các cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục tiến hành cứu hộ cứu nạn và cứu giúp những người bị thương đang còn mắc kẹt ở trong đống đổ nát. Và theo tôi cập nhật đến thời điểm này thì một chiếc xe tải và một thi thể bên trong vẫn đang bị mắc kẹt. Và lúc này thì các cơ quan chức năng vẫn đang sử dụng rất nhiều các lực lượng từ phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn đã có mặt ở hiện trường để tìm cách để đưa thi thể này ra ngoài. Có thể nói là sức ép từ vụ nổ này rất lớn, khiến cho những người dân ở vị trí khoảng 2 đến 3 km vẫn còn nghe thấy áp lực của vụ nổ. Và để rõ hơn câu chuyện này, tôi sẽ có một cuộc trao đổi với một người dân. Dạ vâng, chào ông ạ. Ông này cho biết là nhà ông ở đâu và ông nghe thấy tiếng nổ như thế nào ạ? Tôi ở biệt thự 14, BT9. Đấy, tôi cách đấy được 30m. Đấy, thì tôi đang ở trong nhà thì một tiếng nổ to, tức là một tiếng bom chứ không phải là tiếng gì hết. Thì là tôi thấy kính nhà tôi là rơi hết xuống. Thì tôi bàng hoàng mất độ khoảng nửa tiếng. Xong tôi mới bình tĩnh lại. Thì tôi nhìn sang bên này vẫn khói um, mà hiện nay tôi đang đứng đây vẫn còn mùi khói, mùi hơi của cái mùi khói này. À dạ vâng, thì ông khi mà ra có mặt tại hiện trường thì ông thấy chứng kiến vụ nổ, ông thấy cảm thấy như thế nào ạ? Tôi không ra được hiện trường ngay lúc đấy, lửa tiếng sau tôi mới được ra, mà tôi mới ra tôi nhìn thấy. Thì lúc nào ông cảm nhận của vụ nổ như thế nào? Nhận là vụ nổ này là như một tiếng bom, chứ không phải sấm, mà không phải tiếng gì hết. Dạ vâng, thưa quý vị các bạn, người dân nơi đây đã ví cái tiếng này như một tiếng bom, tiếng nổ. Đó là một tiếng động rất là lớn. Và lúc này thì các lực lượng chức năng vẫn tiếp tục điều rất nhiều xe cứu thương để đến hiện trường. Và theo tôi quan sát thì phạm vi bảo vệ hiện trường đã được mở rộng. Hiện tại thì ngoài sân, khu vực xảy ra vụ nổ, rất nhiều người dân đang có mặt để theo dõi.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, trong sáng nay thì Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa tổ chức lễ phát động vệ sinh an toàn lao động và phòng chống cháy nổ. Tuy nhiên buổi chiều thì đã xảy ra một vụ nổ rất là lớn và gây ít nhất là 5 người thiệt mạng. Có thể nói công tác phòng chống cháy nổ của Hà Nội vẫn còn rất nhiều bất cập. Xin được cảm ơn phóng viên Trung Kiên, và thông tin cập nhật về vụ việc này sẽ được chúng tôi gửi tới quý vị và các bạn trong bản tin Nhật ký cuộc sống được phát sóng trên kênh VTC14 vào lúc 19 giờ. Quý vị và các bạn chú ý theo dõi. Tiếp tục chương trình với phần điểm tin. Ngày hôm nay, cộng đồng mạng lại một lần nữa ồn ào khi nhiều trang web đăng tải những hình ảnh nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà cùng xuất hiện với đại gia Chu Đăng Khoa trong một sự kiện diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh vào tối ngày hôm qua 18 tháng 3. Đây là lần xuất hiện cùng nhau đầu tiên sau một thời gian dài, ca sĩ Hồ Ngọc Hà phải đối mặt với rất nhiều tin đồn tình ái ồn ào. Theo những hình ảnh các phóng viên kênh 14 chụp được trong buổi tiệc của nghệ sĩ Linh Nga vào tối qua, thì Hồ Ngọc Hà khá vui vẻ và thoải mái khi ngồi trò chuyện bên cạnh Chu Đăng Khoa. Trước đó, hai người không đi cùng nhau và cùng đến dự tiệc khá muộn. Chu Đăng Khoa đến trước và không lâu sau đó thì ca sĩ Hồ Ngọc Hà xuất hiện với một bộ trang phục đen gợi cảm. Ngay lập tức, trong ngày hôm nay, rất nhiều các trang web đã đăng tải những hình ảnh tại buổi tiệc của cặp đôi ồn ào này. Rất nhiều quốc gia trên thế giới đã tranh cãi gay gắt về việc áp thuế đối với một mặt hàng thiết yếu đối với chị em phụ nữ, đó là băng vệ sinh. Và một tin vui đối với các phụ nữ tại châu Âu, đó là Liên minh châu Âu EU vừa tuyên bố là sẽ cho phép 28 quốc gia thành viên xóa bỏ hoàn toàn thuế đánh lên sản phẩm này. Hãng tin BBC cho biết là các quốc gia thành viên EU sẽ không đánh thuế giá trị gia tăng VAT đối với các sản phẩm băng vệ sinh. Tuy nhiên hiện vẫn chưa rõ khi nào thì quyết định này bắt đầu có hiệu lực. Động thái này diễn ra sau khi các nhà hoạt động xã hội vì quyền phụ nữ ở các quốc gia thành viên EU gây áp lực phản đối thuế băng vệ sinh. Tại Anh, nơi băng vệ sinh bị áp thuế VAT 5%, hơn 300.000 người đã ký tên vào đơn kiến nghị chính phủ hủy bỏ thuế đối với sản phẩm này. Theo lý giải của Bộ Tài chính Anh thì hàng triệu bảng Anh thu từ thuế băng vệ sinh chi cho những hoạt động vì phụ nữ, bao gồm cả chống bạo lực gia đình. Ở Pháp, quốc hội nước này cũng vừa giảm thuế băng vệ sinh từ 20% xuống 5% sau làn sóng biểu tình rầm rộ tại thủ đô Paris. Quyết định này khiến ngân sách của Pháp mất đi một khoản là 60 triệu đô la Mỹ tiền thuế. Angry Birds, những chú chim có khuôn mặt cau có, là nhân vật trò chơi điện tử vô cùng quen thuộc đối với trẻ em trên toàn thế giới. Mới đây, thủ lĩnh của những chú chim này đã bất ngờ được chọn làm đại sứ danh dự của Liên Hợp Quốc nhằm tuyên truyền về những hành động bảo vệ khí hậu và hướng tới tương lai bền vững hạnh phúc hơn cho nhân loại. Quyết định bổ nhiệm chú chim màu đỏ làm đại sứ danh dự vì màu xanh là một phần trong chiến dịch nhân ngày hạnh phúc thế giới 20 tháng 3. Theo đó, Liên Hợp Quốc sẽ kêu gọi người dân trên toàn thế giới làm cho các chú chim Angry Bird hạnh phúc bằng các hành động để ngăn chặn tình trạng biến đổi khí hậu. Đồng thời, người dân có thể chia sẻ những bí quyết bảo vệ môi trường như xử lý rác thải, tiết kiệm nước trên các mạng xã hội. Trong khi đó, chú chim đỏ sẽ có chuyến đi vòng quanh thế giới từ ngày 21 tháng 3 để quảng bá về những cách thức bảo vệ môi trường. Điểm đến cuối cùng sẽ là New York, nơi đặt trụ sở của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, ông Ban Ki-moon cho biết, Angry Birds là trò chơi giải trí được hàng triệu người trên khắp thế giới ưa chuộng, và giờ đây những nhân vật hoạt hình đó góp phần làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn. Vâng, vừa rồi là phần điểm những thông tin đáng chú ý diễn ra từ sáng đến tối, và chương trình Chào Buổi Tối của chúng tôi sẽ quay trở lại ngay sau đây. Quý vị và các bạn đừng chuyển kênh. Quý vị và các bạn đang cùng với chúng tôi quay trở lại với chương trình Chào Buổi Tối với tiểu mục Chuyện Tối Nay. Thưa quý vị và các bạn, đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Từ rất lâu rồi thì xã hội của chúng ta đã hình thành quan niệm người đàn ông, người chồng là những trụ cột trong gia đình, là người gánh vác những công việc lớn lao. Còn người phụ nữ, người vợ thì luôn được gắn với chức phận là nội trợ, quán xuyến những công việc còn lại của gia đình. Và với phần lớn mọi người thì quan niệm này không có gì là sai. Việc phân chia vai trò nhiệm vụ giữa vợ và chồng đã giúp cho nhiều gia đình vận hành một cách trong ấm ngoài êm. Và nếu là phụ nữ, hẳn quý vị cũng luôn mong gia đình mình có một người đàn ông vững chãi như cây tùng, cây bách để dựa vào, mong người chồng thực sự là trụ cột, chống đỡ cho tổ ấm
luôn vững vàng, đúng không ạ? Vâng, tuy nhiên thì vấn đề ngày càng là càng có nhiều người chồng suy nghĩ rằng vì mình là trụ cột của gia đình cho nên mình phải vững vàng, và đôi khi phải vững vàng đến mức là chẳng cần phải làm gì cả. Đi làm về đến nhà thì người chồng sẽ ngồi xem TV, sẽ chơi điện tử để mặc cho người vợ tất bật với đủ mọi công việc, từ đón con, dọn nhà, nấu cơm, rửa bát, dạy con học. Và điều đáng nói là không chỉ coi đó là việc đương nhiên, mà ngay cả những người phụ nữ cũng mặc nhiên cho rằng đó là thiên chức, là trách nhiệm của họ. Và ngày hôm nay mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đến với một khách mời. Chúng tôi sẽ trao đổi quanh chuyện là trụ cột của gia đình, người đàn ông có nên sắn tay đỡ đần cho người vợ trong những công việc hay không? Và nếu như ông chồng nhà bạn chỉ thích làm trụ cột thôi thì không thích làm gì khác thì sẽ phải làm gì? Mời đến trường quay của chúng tôi ngày hôm nay đó là nhà văn Iban. Xin chào nhà văn, và trước hết là xin cảm ơn chị đã đến với chương trình. Nhà văn Ivan được biết là một người viết rất nhiều những tác phẩm về phụ nữ, có vẻ như là rất là bênh vực phụ nữ, và những cái cách nói của chị về đàn ông thì vừa hài hước vừa sâu cay. Trước khi đến với phần trao đổi thì mời chị cùng quý vị khán giả chúng ta sẽ đến với một phóng sự sau đây. Sau 3 năm nghiên cứu tại 11 địa phương, Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội công bố kết quả cho thấy 97% phụ nữ và đàn ông cho biết đàn ông trong gia đình họ chỉ tham gia từ 0 đến 2 việc trong số 14 việc nhà, trong khi phụ nữ làm ít nhất từ 5 đầu việc trở lên. Ngoài 8 tiếng đến 10 tiếng mà để tạo ra những cái sản phẩm kinh tế, tạo ra thu nhập, thì họ lại còn làm việc đến 5-6 tiếng ở nhà nữa. Thế một ngày tổng cộng là cái thời gian làm việc của người phụ nữ là từ là 12 cho đến 15-16 tiếng. Mà chưa kể những người phụ nữ mà làm những công việc chẳng hạn như là bán hàng ăn hay là đi bán hàng rau cỏ thì họ còn làm việc nhiều hơn rất là nhiều. Và cái thời gian mà nam giới làm việc ấy, thì thường là chỉ loanh quanh là 8 đến 10 tiếng là cùng thôi. Vì phần lớn là cái thời gian mà nam giới tham gia công việc gia đình thì trung bình là chỉ từ 1 tiếng rưỡi. Tiến sĩ Khuất Thu Hồng cho biết thêm, nhiều người đàn ông khi được hỏi, thế anh làm gì trong gia đình? Có người hồn nhiên trả lời, tôi làm trụ cột. Vâng, thưa nhà văn Iban, vừa chị vừa xem cái phóng sự vừa rồi. Và tôi nghĩ rằng qua các tác phẩm của chị, cũng như là với tính cách của chị, thì tôi tin chắc rằng chị không phải là tiếp người phụ nữ nội trợ, nhẫn nhịn, làm hết việc này đến việc khác, và để cho người đàn ông của mình ngồi vỉnh dâu xem tivi, thoải mái làm những công việc khác. Chị nghĩ sao ạ? Thực ra ấy, lại không phải như thế. Đấy là khi tôi viết ra thì tôi mong muốn là như thế. Còn thực chất là Iban ở nhà thì cũng tay thùng tay rẻ, tay năm tay mười, đủ mọi thứ, kể cả đón con rồi để kể cả chăm sóc lúc chồng say, lau chùi rồi tất cả mọi thứ. Và đến bây giờ rút kinh nghiệm từ chồng mình rồi, mà bây giờ là Iban đang có con trai nhưng mà vẫn cũng không dạy được con, vẫn không kiên trì dạy được con. Là tại sao là con hãy phải rửa bát, con hãy phải nấu ăn, hoặc là con phải dọn cái phòng của con. Đấy, vẫn chưa kiên trì được để làm những cái việc như thế. Vâng, thế chị có thấy như thế là mình thiệt thòi hơn không? Và có phải chăng là vì mình, chị không làm cách nào thay đổi được cho nên chị mới cố gắng truyền tải những cái sự giải phóng, những cái sự ức chế đó vào trong những cái tác phẩm của mình ạ? Thực ra ấy, thì nếu như mà được ngồi để trong một cái căn phòng tối và tự xem là mình đối diện với mình đã làm sai cái gì, thì phải nói thẳng rằng là một phần lớn là do lỗi tại tôi, một phần tức là lỗi tại tôi một phần, tức là phụ nữ chúng ta đôi khi cái thời mà mình còn trẻ và còn nhiều năng lượng, và mình cứ nghĩ rằng là mình cũng có một cái quan niệm sai lầm là cái công việc nhà là của mình làm tốt hơn. Và đôi khi các anh chồng, các anh ấy có xen vào, anh làm thì lại chê là bẩn, lại không nhanh. Đấy, cho nên là rõ ràng là lỗi tại mình. Và đến bây giờ thì tôi có con trai và tôi cũng không đủ cái nhẫn để mà dạy con là con phải làm như thế. Mặc dù đã hơn một lần tôi đã nghe thấy những tiếng phàn nàn, những tiếng kêu của các người làm vợ là em ghét mẹ chồng, bởi vì một phần tại sao ngày xưa bà đã không dạy anh để đến bây giờ em khổ như thế này, tại sao mọi việc lại đổ đến đầu em như thế này. Trong lúc cơm sôi lửa tắt, đang lúc cơm sôi lửa tắt rồi là đủ mọi thứ, anh lại còn mang cả bạn về nhà để cho em thêm việc, anh không làm một việc gì cả. Đấy, hơn một lần tôi đã nghe thấy những cái tiếng kêu thét của những cái người làm vợ. Nhưng mà rồi đến bản thân tôi thì tôi cũng không nghĩ rằng là rồi mai kia khi mà con dâu
thì cô con dâu của tôi, cô cũng có hét lên như thế không? Cô có hét là em ghét mẹ anh, em ghét mẹ chồng, vì tại sao ngày xưa mẹ đã không dạy anh để đến bây giờ em khổ như thế này? Đấy, rõ ràng tôi nhận thức hết cả mọi bề, nhưng để bàn những cái việc chúng ta đang bàn này không phải là một sớm một chiều của chúng ta đâu, mà cái này nó đã ăn sâu vào như là máu, nó vào gốc rễ rồi, từ mà bây giờ không phải một sớm một chiều mà chúng ta thay đổi được. Vâng, thưa chị Ban, không phải là vì tôi là đàn ông nên tôi bênh vực đàn ông, nhưng mà tôi thấy rằng chị cũng đã chỉ ra một phần cái lỗi của cái chuyện này. Chúng ta gọi là nguyên nhân hay gọi lỗi thì không chính xác lắm đâu, tôi nghĩ vậy. Nguyên nhân của cái thực trạng này đó là một phần do nhận thức của cả hai bên. Đàn ông thì coi rằng mình làm những công việc lớn lao, còn phụ nữ các chị thì cũng coi rằng là những công việc nhà là việc của phụ nữ. Ví dụ như chị có con trai và sau này chị sẽ có con dâu, nếu mà con trai chị sẽ động tay vào rửa bát quét nhà, đương nhiên là chị sẽ không thích, đúng không ạ? Và thậm chí tôi biết là nhiều bà mẹ chồng thì sẽ còn gọi là nói cạnh nói khóe của con dâu là tại sao lại để cho con trai của bà phải làm những việc như vậy. Như vậy là bản thân phụ nữ có muốn thay đổi cái việc đấy đâu ạ, nên cũng không trách chúng tôi đàn ông là không bắt tay vào làm những công việc như vậy. Đấy, tôi chỉ giải thích một chút như vậy thôi. Nhưng bây giờ từ góc độ của một người gọi là hiểu biết cả về giới nam và giới nữ, theo chị thì tại sao đàn ông lại có cái suy nghĩ rằng là những công việc cũng 8 tiếng ở phụ nữ đi làm cơ quan rồi, về nhà cũng làm việc nhà, lại bị coi là những việc lặt vặt, và không, mà đàn ông lại không như vậy? Thực ra cái vấn đề này một câu hỏi rất là hay, rất thú vị, mà không phải trong cái thời lượng của chúng ta mà chúng ta có thể nói hết được nguyên nhân. Trước tiên tôi là khi đến nhà là nhà văn, tôi là nhà sinh học, cho nên tôi mới hiểu được rằng là 100 năm nhá, thì từ kiểu hình mới biến ra kiểu gen. Đấy. Tức là khi mà chúng ta là cái hình thái của xã hội và hình thái của cái cuộc sống của chúng ta, sau đó nó phải biến đổi ra kiểu gen. Và chúng ta thử thấy cái xã hội của chúng ta trước đây là cái xã hội phong kiến. Đấy. Và chúng ta đều biết là người phụ nữ như thế nào. Người phụ nữ là chỉ là phải ở nhà và phải theo cái tam tòng tứ đức. Đấy, luôn luôn là theo cái đàn ông, luôn luôn theo cái trụ cột của mình. Và cái đấy, tại sao các anh đàn ông, các anh ấy lại luôn luôn nghĩ mình là trụ cột? Vì nó đã ăn sâu vào máu rồi, nó thâm căn cố đế rồi. Cho nên bây giờ xã hội chúng ta đang có một bước tiến bộ và một cái sự thay đổi rất lớn, nhưng không phải một sớm một chiều chúng ta thay đổi được. Phải 100 đấy. Năm. Phải 100 năm. Ít nhất là 100 năm thì chúng ta chờ đợi sự thay đổi đấy. Nhưng đúng. Tôi nghĩ rằng là có những cái giai đoạn nó sẽ phát triển nhanh hơn so với quy luật, và chúng ta sẽ chứng kiến được sự thay đổi đó. Vâng, thưa quý vị và các bạn, theo nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội thì chỉ có 3% phụ nữ cho biết là người đàn ông của họ làm nhiều hơn hai việc nhà. Dù ít thì song ít ra vẫn còn vớt vát được cho nhiều phụ nữ rằng là vẫn còn có những ông chồng chăm chỉ, những người không chỉ biết mình là trụ cột mà còn biết sắn tay và làm việc với vợ một cách tự nguyện. Vậy những người đàn ông đó là ai, và làm thế nào để chị em có thể khiến cho người đàn ông đang ngồi sofa xem tivi có thể đứng lên vào bếp cùng với họ? Chúng ta sẽ cùng theo dõi tiếp. Vợ mình làm ngân hàng thì nhiều cái như là nó là bậc thủ công việc thì không thể về sớm được, thì mình cũng về sớm đón cháu rồi nấu cơm rồi tắm cho con, xong rồi vợ về thì cả nhà ăn, nghĩa là họ cũng rất là phụ giúp vợ con các thứ công việc nhà. Mình nghĩ rằng là có một cái sự hỗ trợ của đối với vợ và con thì cũng là tốt, bởi vì là thực ra quan điểm của mình thì bởi vì mọi người bây giờ cũng đi làm từ thứ hai đến thứ sáu rồi, rất là bận. Đấy, về nhà là một ít thì thứ bảy chủ nhật ở nhà chơi với con, này, giúp vợ trông con thì nó cũng là một cái chia sẻ tình cảm. Mọi người cứ ở chỗ mình hoặc là bạn bè mình đều nói rằng là những người đấy mới gọi là thực sự là đàn ông. Khi mà lấy vợ thì chồng mình cũng không ngại làm những cái công việc nhà hoặc là giúp đỡ vợ trong việc chăm sóc con. Như là khi mà hồi mình mới đẻ con ấy thì cũng, vợ chồng cũng rất là cẩn thận, không bao giờ cho quần áo con vào máy giặt. Ngày nào chồng đi làm về là cũng giặt một chậu quần áo của con, giặt tay, tức là phải đến tầm hơn một tuổi thì quần áo của con mới cho máy. Còn trong suốt một năm đầu tiên là chồng mình giặt tay quần áo của con hết. Mình nghĩ là người phụ nữ cũng nên có cái quan điểm của mình. Mình thấy nhiều người lúc nào cũng có quan điểm là mình là phụ nữ thì mình phải làm hết việc nhà, và việc nhà là việc của cả hai. Nếu như mà người phụ nữ cứ nghĩ là đấy là thiên chức của mình thì đương nhiên là người đàn ông người ta sẽ không thể nào, người ta cũng không có ý nghĩa là sẽ phải giúp đỡ vợ. Chứ bây giờ đi làm cả ngày từ sáng đến tối xong về lại làm hết cả công việc nhà thì đúng là không còn thời gian nào cho mình. Và lúc nào cũng cảm thấy rất là mệt mỏi, không có thời gian để cho chồng cho con. Và mình thì lúc nào cũng tâm niệm là mình phải cảm thấy hạnh phúc thì chồng và con mình mới hạnh phúc.
À, vâng, thưa nhà văn Iban đấy, chị thấy ông đàn ông cũng nhiều người, vẫn nhiều người biết là vừa biết làm trụ cột vừa biết làm việc nhà. Tôi biết rằng là người ta nói rằng là cái quyền lực lớn nhất của người phụ nữ đó là sự dịu dàng. Theo chị thì sự dịu dàng giúp được gì trong câu chuyện này? Thực ra ấy, là các cụ đã nói rồi, lạt mềm buộc chặt. Thế cho nên là ở đây nếu như trong cái xã hội bây giờ ấy, mà nếu mà các anh mà cứ đợi 100 năm ấy, thì các anh sẽ chịu sao quả tạ. Bởi vì là người phụ nữ người ta cũng đi làm về, và nếu như mà các anh mà cũng không tham gia cùng với họ thì sẽ bị là sao, ầm ĩ cả nhà lên, hét. Chứ người ta cũng không chịu để nguyên đâu. Anh phải làm cái này, anh phải làm cái kia, rồi đến việc là cãi nhau, đúng không? Rồi đến mít mà rồi. Nhưng mà theo tôi ấy, thì tôi nghĩ rằng là các chị cũng không đủ sức để mà hét mãi đâu. Bởi vì là các anh ấy là, các anh ấy là một cái động vật ấy mà. Các anh ấy thích nghi nhanh lắm. Quát nay với bằng này decibel thì ngày mai lại phải tăng gấp đôi decibel. Thế thì giọng của phụ nữ có hét mãi đi được không? Thế rồi đến lúc mà không hét được nữa thì lại quay lại làm. Cho nên ở đây cái câu chuyện của chúng ta là gì? Lạt mềm buộc chặt. Nếu mà chỉ cứ thủ thỉ, anh ơi, anh giúp em cái này, anh giúp em cái kia đi, đúng không? Vâng, tất cả là ở sự kiên nhẫn và sự dịu dàng của phụ nữ. Tôi có một câu hỏi thế này cho chị Iban. Thực ra tôi có rất là nhiều bạn gái lấy chồng nước ngoài và không phải xính ngoại, nhưng tôi thấy là rõ ràng là đàn ông nước ngoài, đàn ông phương Tây, họ ý thức rõ ràng hơn về cái trách nhiệm chia sẻ với người vợ của mình. Theo chị thì tại sao và có điều gì làm cho sự khác biệt giữa đàn ông Việt với đàn ông phương Tây như vậy? Rõ ràng là cái hình thái của xã hội ở đây nó rất là quan trọng. Tại vì thực ra phương Tây ấy, thì người ta đã có cái nam nữ bình quyền nó từ lâu rồi. Và đấy, và không đốt cháy được giai đoạn. Bởi vì chính cái đấy thì nó với tạo lên một cái người đàn ông mà biết chia sẻ việc nhà và cảm thấy là mình cũng phải có trách nhiệm trong cái gia đình của mình để mọi việc như thế. Và người phụ nữ người ta cũng đã đi làm từ lâu rồi, để người ta cũng là trụ cột, hai trụ cột chứ không phải là một trụ cột nữa. Thế còn cái hình thái xã hội của chúng ta thì rõ ràng là trước đây người phụ nữ thì chỉ ở nhà để tam tòng tứ đức và chỉ ở nhà để nội trợ. Đấy, cho nên rằng là bây giờ thì chị em là đi làm, và rõ ràng là cái xã hội của chúng ta nó đang có một bước phát triển rất là lớn, và trong tất cả các cái ban ngành đều có những cái vì sự tiến bộ của phụ nữ, và xã hội đã nhìn nhận người phụ nữ ở một cái góc độ là họ cũng bình đẳng với nam giới trong mọi việc. Thế cho nên cái việc nhà không phải là một cái gánh nặng trên vai họ nữa. Thế cho nên là ở đây rõ ràng là cái phát triển của xã hội vô cùng quan trọng để cho cái việc là nhận thức của hai giới chúng ta. Vâng, câu hỏi cuối cùng thì nhà văn Iban có nhắn gửi gì đến những người đàn ông? Tôi nhìn thấy ở đây một người phụ nữ rất là dịu dàng, không chua ngoa, cay gay gắt như ở trong những tác phẩm của chị. Chị nhắn gửi gì với những người đàn ông để gánh vác, chia sẻ và giải phóng cho phụ nữ? Thực ra ấy, đến bây giờ thì tôi đang nói rằng tôi có một buổi hoàng hôn rực rỡ, có nghĩa rằng là khi tôi về xế chiều thì tôi lại được một anh xã, anh đã biết giúp đỡ việc nhà, tức là anh đã biết nấu ăn cho tôi. Và nhưng mà cái quan trọng nhất ở đây là chúng ta nên biết bằng lòng với người đàn ông của mình. Bởi vì thực ra ấy, là đàn ông ấy, nhất là đàn ông Việt Nam, họ không chỉnh chu như chúng ta nghĩ đâu. Nếu mà người đàn ông mà rất là chỉnh chu, sạch sẽ thì lại thuộc người đàn ông đo lọ nước mắm đếm củ dưa hành. Còn những người đàn ông mà họ phóng khoáng ấy, thì đôi khi họ không nhìn thấy cái tiểu tiết. Cho nên là đôi khi rửa bát còn nguyên hạt cơm. Nhưng mà chúng ta hãy chấp nhận đi, và chúng ta cứ lấy cái bát mà vẫn còn hạt cơm đấy đi, chúng ta rửa lại hoặc chúng ta tráng nước sôi lại, và chúng ta đừng rít lên. Đấy, quan trọng nhất là người phụ nữ đừng bao giờ rít lên: anh bẩn như thế này à, anh làm như thế này à, anh làm không ngon. Đừng bao giờ như thế. Nếu như chúng ta làm như thế thì người đàn ông của chúng ta sẽ không chia sẻ với chúng ta đâu. Cho nên ở đây chúng ta nên biết bằng lòng, chúng ta có cái gì, cái người đàn ông của chúng ta như thế nào, chúng ta hãy bằng lòng và chúng ta cứ khen họ đi, thì họ sẽ dần dần họ sẽ thay đổi và họ sẽ theo cái dây chúng ta kéo. Vâng, xin cảm ơn nhà văn Iban. Tôi xin được kết luận lại là trước hết là phải biết khen ngợi đàn ông, thứ hai là phải biết kiên nhẫn, và thứ ba là lúc nào cũng phải dịu dàng, kể cả khi là họ có rửa bát bẩn hay là họ có làm những cái việc rất là vụng. Xin cảm ơn những chia sẻ hết sức thú vị của nhà văn Iban. Quý vị và các bạn thân mến, có người nói vui là thay đổi quan điểm việc nhà là việc của đàn bà và là cả vấn đề xã hội to lớn liên quan đến việc thay đổi những quan niệm truyền thống cứng nhắc về giá trị và vai trò của phụ nữ và nam giới trong gia đình. Chính cách chúng ta luôn quan niệm đàn ông là trụ cột cũng cần phải
thay đổi. Bởi thực tế thì hiện nay cả đàn ông và đàn bà đều phải bươn trải công việc trong xã hội. Họ vất vả như nhau và ai cũng muốn căn nhà thực sự là tổ ấm để sau những mệt mỏi ngoài xã hội được tìm về, nghỉ ngơi, thư giãn. Và thiết nghĩ là cảm giác hạnh phúc ấm áp, đúng nghĩa của một ngôi nhà là điều chỉ có thể tạo nên từ sự chia sẻ công việc của cả vợ và cả chồng. Vâng, xin được cảm ơn nhà văn Iban, cảm ơn chị Thu Thủy. Và thưa quý vị, thời lượng của chương trình Chào Buổi Tối ngày hôm nay đến đây cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi. Xin kính chào tạm biệt.